50, bất kể giàu hay nghèo, phải nắm chắc hai thứ này trong tay. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, tuổi trung niên là giai đoạn đầy khủng hoảng và thử thách, đồng thời cũng là thời điểm tốt nhất để chuyển mình. Đứng trước muôn vàn thử thách trong cuộc sống, nhiều người vẫn không dám dừng lại một giây nào, bởi họ biết một chân lý rằng nếu không tiến thì sẽ lùi. Họ vẫn tiếp tục bận rộn, đương đầu với đủ loại áp lực từ gia đình và công việc. Trên thực tế, tuổi trung niên chỉ là một phần của hành trình dài của cuộc đời. Dù gặp phải hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có cơ hội để biến nó trở nên khác đi. Khi nắm chắc trong tay hai thứ này, bạn mới có thể an tâm tận hưởng cuộc sống U50 của mình trọn vẹn hơn. Thứ nhất, nắm chắc một khoản tiền tiết kiệm, duy trì năng lực độc lập về tài chính. Thực tế, tiết kiệm tiền là một cách thể hiện thái độ trân trọng với tiền bạc mà mình đã dành bao tâm sức để thu về. Thông qua việc tăng thu nhập và giảm chi tiêu, tiết kiệm tiền sẽ giúp bạn kìm hãm mong muốn dư thừa, hướng tới chất lượng cuộc sống cao hơn với những nhu cầu thực sự xứng đáng. Tiêu dùng hợp lý về bản chất cũng là một cách tiết kiệm tiền. Trong xã hội vật chất ngày nay, chúng ta thường bị mua sắm quá tay. Những đợt giảm giá, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm hay phương thức thanh toán quá dễ dàng cũng khiến việc mua sắm trở nên nhanh gọn hơn. Do đó, không ít người đến khi nhận hàng mới bắt đầu hối hận, không biết mình mua về để làm gì. Không ít người từng gặp trường hợp đi siêu thị mua một chai dầu ăn, nhưng cuối cùng tay xách nách mang vô số thực phẩm, đồ gia dụng, vật dụng hàng ngày chưa thực sự cần dùng tới. Tiêu dùng hợp lý cho phép chúng ta hạn chế theo đuổi vật chất quá mức, đồng thời tiết kiệm năng lượng và thời gian để làm những việc quan trọng hơn. Đây là nguyên tắc quan trọng mà những người bắt đầu bước vào giai đoạn U50 cần thực hiện càng sớm càng tốt. Tiền không phải là tất cả, nhưng thiếu tiền thì không làm được gì. Khi chúng ta đang ở giữa ngưỡng cửa của tuổi trẻ và tuổi già, cuộc sống không có tiền trong tay thì không ngày nào thoát khỏi lo lắng, muộn phiền. Vì vậy, muốn có cuộc sống trung niên bình lặng thì một trong những việc nhất định phải làm là sở hữu một khoản tiết kiệm cho riêng mình. Điều thứ hai, nắm chắc khoảng thời gian cô đơn. Nghe có vẻ lạ, nhưng nhà triết học người Đức Arthur Schopenhauer đã từng nói rằng một người chỉ có thể là chính mình khi cô đơn. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta có nhiều danh phận, nhiều quyền lợi đồng nghĩa với nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ phải đảm nhận hơn. Do đó, cuộc sống luôn bận rộn xoay quanh mọi người. Khi còn nhỏ tuổi, đa số chúng ta phải tập trung học hành, kết nối mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa. Khi trưởng thành hơn, chúng ta bắt đầu quan tâm tới tương lai, tới xã hội. Làm cha làm mẹ, chúng ta chăm sóc cho con cái của mình từng giây từng phút. Làm đồng nghiệp, làm cấp trên tại công ty, chúng ta cũng nặng gánh công việc, đối mặt với những rắc rối từ khách hàng. Cuộc sống của một người trưởng thành được đặt trong khuôn khổ quy tắc ứng xử. Có rất ít thời gian để được làm chính mình, được tự do phóng túng con người thật. Quen với nhịp sống hối hả, bỏ quên bản tính trong một thời gian dài khiến nhiều người bất chợt trở nên hụt hẫng và lạc lõng khi bước vào tuổi trung niên. Họ không chịu nổi cảm giác cô đơn một mình, khi rảnh rỗi cũng bứt rứt không yên. Thế nhưng, dù làm muộn còn hơn không làm, thay vì cố tìm lại nhịp sống trước kia, người đã đến ngưỡng U50 nên học cách nắm bắt khoảng thời gian cô đơn một mình này. Ở một mình không phải là cô đơn, không phải là từ chối giao tiếp, không phải là một mình một đường, mà thực chất đó là dành cho bản thân một khoảng thời gian cố định, yên tĩnh để ngẫm nghĩ về quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai. Ở một mình thực ra là để chăm chút cho bản thân, thanh lọc tâm trí và nhìn rõ cảm xúc của chính mình. Mọi người hoàn toàn có thể nuôi dưỡng sở thích cá nhân trong khoảng thời gian này như chơi cờ, đọc sách, trồng hoa dưỡng cỏ. Nhất định phải học cách nắm bắt thời gian cô đơn. Một người mới có thể tìm thấy và chấp nhận bản thân, từ đó trở nên bình tĩnh hơn.
khi đến ngưỡng tuổi trung niên. Cách tốt nhất để sống là có năng lực độc lập về tài chính và độc lập cả về tinh thần. Tiết kiệm tiền là để cho cuộc sống của chúng ta an toàn, không hoảng sợ, không mất lòng trung nghĩa, không mất nguyên tắc. Chúng ta có thể tự chăm lo cho cuộc sống của bản thân, chứ không phải phụ thuộc hết vào người khác. Học cách ở một mình để bồi bổ tinh thần, tận hưởng cuộc sống bình yên và tĩnh lặng, chăm chút cho chính bản thân. Đây là cơ hội mà chúng ta rất hiếm khi có được khi còn tuổi trẻ. Do đó, cần đặc biệt trân trọng. Khi đã nắm chặt cả hai điều này trong tay, một người hoàn toàn có thể thu hoạch được tương lai hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Quý vị thân mến, có người nói rằng một cuộc sống không hối tiếc thì không phải là một cuộc sống trọn vẹn. Làm sao người ta có thể sống mà không hối tiếc? Chỉ là cuộc sống chính là như vậy. Có một số chuyện con người ta phải tự mình chịu trách nhiệm lấy. Có hối hận cũng không có ích gì. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên, không thể quay đầu lại. Ở mỗi một lứa tuổi, mỗi người lại có những tiếc nuối khác nhau. Có người hối hận vì không học hành cho đàng hoàng. Có người hối hận vì đã không lập gia đình. Một số người hối tiếc vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Trong khi những người khác lại tiếc vì không có tiền tiết kiệm. Nhưng một người khi về già, điều đáng tiếc nhất không phải là không có con cái, không phải là không có tiền tiết kiệm, mà là ba điều này. Thứ nhất, lúc còn trẻ không chú ý tới sức khỏe, về già ốm liệt giường. Có một câu chuyện như sau. Cô Trần năm nay đã ngoài 60 tuổi. Khi còn trẻ, cô là một nhà kinh doanh giỏi. Cô cùng chồng làm việc chăm chỉ hàng chục năm và để lại được rất nhiều tài sản cho ba đứa con. Không chú ý đến cơ thể của mình khi còn trẻ có lẽ là điều mà cô Trần hối tiếc nhất. Người ta nói rằng tuổi già là tuổi hưởng phúc. Nay con cái đã lập gia đình, tích cóp được cũng kha khá, nhưng sức khỏe không còn. Cô chỉ nằm được trên giường, muốn xuống dưới nhà thôi cũng khó. Cô nói, không nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới, tôi làm sao có thể không hối hận? Người ta thường nói, sức khỏe là cái vốn của người làm cách mạng. Sức khỏe là thứ không một thứ tài sản nào có thể đánh đổi được. Tiền hết thì còn kiếm lại được. Nhưng sức khỏe không còn thì cuộc sống của bạn cũng mất đi nhiều màu sắc. Ngày xưa ít gần con, giờ con cũng ít khi về thăm, là điều thứ hai. Bác Lý năm nay đã gần 70, vợ bệnh và cũng đã qua đời. Giờ bác sống một mình, ngày nào cũng đi đánh cờ, đi dạo. Trông vậy nhưng rất cô đơn. Nếu hỏi bác Lý điều gì khiến bác hối hận nhất, bác hối hận vì ngày xưa đã dành quá ít thời gian cho con, luôn chăm chăm kiếm tiền ở bên ngoài và biến con trở thành trẻ em ở nhà, tức là trẻ em bị bỏ rơi, còn được gọi là trẻ em ở nhà, là những đứa trẻ ở lại các vùng nông thôn trong khi cha mẹ của chúng rời đi làm việc ở các khu vực thành thị. Ngày lễ Tết, bác và các con mới gặp nhau, bình thường cũng ít khi gọi điện thoại. Quan hệ cha con vốn đã không thân thiết, bây giờ con cũng rất ít khi về quê thăm bố. Có về ở nhà cũng không có gì để nói hay chia sẻ với nhau. Điều này khiến bác Lý rất khó chịu. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên thường xuyên bầu bạn ở bên con. Khi cha mẹ về già, con cái cũng sẽ giống như chim về tổ, thường về quê thăm cha mẹ. Và điều thứ ba, ly hôn ở tuổi trung niên, giờ về già cô đơn một mình. Nỗi cô đơn bủa vây nhiều người cao tuổi, chẳng hạn như chú Vương, năm nay 65 tuổi. Chú Vương 40 tuổi thì ly hôn. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chủ yếu là do hai vợ chồng cãi vã mỗi ngày. Chú Vương cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Có một hôm, chú Vương trên đường về nhà thì bị ngã khi đang đi lên cầu thang, không thể đứng dậy. Chú chỉ có thể ngồi đó âm thầm kêu đau đớn trước khi được một người hàng xóm đi qua đưa đến bệnh viện. Đến tuổi này rồi,
chú Vương mới nhận ra việc ở một mình khủng khiếp như thế nào. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với mình, và không ai đưa bạn đến bệnh viện nếu chẳng may có làm sao. Vì vậy, ở tuổi này, chú Vương thực sự hối hận vì đã ly hôn. Hiện tại vừa già yếu, vừa cô đơn. Ý nghĩa của hôn nhân là đồng hành cùng nhau, từ khi còn trẻ cho tới khi đầu bạc. Cùng nhau đi dạo, dù đi tới đâu cũng không cảm thấy cô đơn. Hối tiếc lớn nhất của bạn là gì? Chắc hẳn ai cũng có một vết sẹo không thể xóa được. Chỉ sau khi nếm trải kết quả tồi tệ, chúng ta mới hối hận, nhưng đã chẳng thể thay đổi được nữa. Tuy nhiên trong cuộc sống, dù tiếc nuối có nhiều, nhưng hạnh phúc cũng không thiếu. Theo đuổi hạnh phúc nhiều hơn và ít nhớ lại những điều hối tiếc, cuộc đời tự nhiên sẽ có nhiều niềm vui và ít rắc rối hơn.